Chào các anh chị, chúng ta tiếp tục qua bài số 2 của cái phần work các anh chị ha. Rồi như bài số 4 số 1 thì đã nói là bài số 1 chúng ta tập làm quen với cái bảng mã Vini, và bài số 2 trở đi thì chúng ta sẽ làm quen sử dụng cái thống nhất với nhau là sử dụng cái bảng mã Unicode thôi ha. Mà Unicode thì phong nó là Tiny Roman ha. Rồi, quy trình thì chúng ta vẫn làm hai bước, có nghĩa là mình nhập thô văn bản sau đó định dạng ha. Thì ở bài đầu tiên đó là do cái bài dìu dắt cho nên là thầy làm hai cái là nhập thô như thế này, rồi sau đó mình định dạng cho nó theo cái mẫu ha. Còn bài thứ hai đi đi là thầy làm cái bài đã có mẫu sẵn rồi ha. Thì các anh chị cũng giữ cái quy trình là chúng ta cứ nhập bình thường, mình chưa quan tâm đến kỹ thuật, mình cứ đánh đủ thôi. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ được thầy cô hướng dẫn cho các cái kỹ thuật trong bài đó, mình sẽ được học những kỹ thuật gì nha. Đấy. Rồi như vậy chúng ta sẽ mở Word lên nè ha. Đó. Blend document nè, double lên các anh chị. Rồi, các anh chị thấy không? Ở cái video đầu tiên, chúng ta đã làm mặc định phông chữ là Tiny Roman size 12. Bây giờ các anh chị mở lên là lúc nào nó cũng mặc định như vậy. Đỡ mất thời gian, chúng ta không phải chỉnh nữa. Chúng ta làm việc được ngay nhé. Và bây giờ thì chúng ta quay lại cái chữ V này, các anh chị nhấn phải chuột lên. Mình sẽ chọn là Unicode nha. Đó, nhớ như vậy. Cái bảng mã Unicode thì cái phông là Tiny Roman ha. Kiểu gõ dấu là Telex hoặc Vini tùy các bạn. Đồng ý chưa? Rồi. Bạn nào mà lỡ quên nè thì dừng video đó, các anh chị chụp lại đi cho nhớ rõ ràng. Ok chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta cũng làm cái động tác là sắp hai cửa sổ ha. Như thế này. Đấy, rồi các anh chị nhìn cái nội dung bên đây, các anh chị đánh vào đây. Sau khi mình nhập xong rồi á thì mình mới làm việc nhé. Thì trước khi nhập á thì thầy muốn cho các bạn xem một cái văn bản mẫu của Microsoft của Mỹ người ta làm như thế nào. Qua đó mình cũng học được một ít ha. Đấy, các anh chị dùng cái chiêu này các anh chị. Đấy. Số đoạn các anh chị ơi, số đoạn ha, phẩy số dòng. Rồi. Đó, đến đúng cú pháp nha. Rồi, enter. Thì nó xuất hiện một cái văn bản cho anh chị thấy, một văn bản bằng tiếng Anh ha. Trong cái văn bản này ha, cái văn bản mẫu này nè, các anh chị học được những cái chiêu sau đây. Thứ nhất là các bạn thấy không? Người ta đánh một cái văn bản nè, đây nè, kết thúc một cái đoạn nè. Thì bây giờ nè, kết thúc một cái đoạn người ta mới enter nha, đúng không? Đây là cái dấu hiệu là báo hiệu enter nè, cái này không có nè, thấy chưa? Để ý nha. Ha, thấy dấu này không? Dấu chấm không? Màu đen nè, đó. Như vậy khi các anh chị đánh là sao nè, nó đụng lề, nó tự động nó xuống. Bao giờ hết cái ý thì chúng ta mới xuống ha. Thì như thế này tôi gọi là một cái đoạn văn bản, một paragraph. Một đoạn văn bản có thể một dòng mà cũng có thể nhiều, nhiều dòng nhé. Nhiều khi anh chị mới đánh có mấy câu nhưng hết ý rồi anh chị chấm enter xuống dòng thì cái đó vẫn là một paragraph nha, hiểu rõ chưa? Rồi, còn cái câu là có dấu chấm nè ha, như thế này là câu nè anh chị ha. Đó, hết một câu dấu chấm ha. Đây là câu thứ hai. Đúng chưa? Đây là câu thứ ba. Phân biệt không? Đó, có dấu chấm là hết câu ha. Rồi, cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai, các anh chị cần lưu ý là gì? Tất cả những dấu chấm câu, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, nói chung là dấu chấm câu phải đánh theo quy luật là đánh sát với chữ đứng trước và một khoảng trắng với chữ đứng sau. Các anh chị thấy chưa? Thấy người ta làm rất là đẹp không? Đấy, nhớ nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm thử. À, ví dụ tôi đánh chữ là Hùng. Đấy, các anh chị thấy là tôi đang đánh chữ Hùng là chữ thường đúng không? Khi khoảng trắng ra. Đấy, nó ra chữ hoa rồi ha, Hồng Anh đi. Đấy là nó không ha. Như vậy các anh chị thấy không? Chữ Hùng nó viết hoa, tại sao vậy? Tại sao nó viết hoa vậy? Tại vì sao dấu? Dấu chấm. Đấy, đó là mình làm đúng quy luật. Còn nếu anh chị không làm đúng quy luật này. À, thường thường mình đánh hay có thói quen là cách ra rồi mới chấm. Đó, cái anh chị đánh này nó đâu sửa đâu, như vậy làm đánh sai quy luật đấy ha, thấy chưa anh chị? Thì trong trường hợp đó là anh chị phải giữ ship mới được á. Đó, như vậy là đánh đúng quy luật nó sửa giùm mình, nó lợi hơn chứ. Dấu phẩy cũng vậy các anh chị ơi. Đây thầy ví dụ cái câu nhé. Ở đây ví dụ đây đi, lấy câu dài dài này đi. Đó, ví dụ các anh chị phẩy mà anh chị đánh sát vô như thế này là đúng nè. Rồi giả sử như nó rớt xuống dòng đi, cách này cái coi. Đấy, cái gì thấy chưa? Thì nó rớt nguyên cái chữ này xuống luôn. Đúng không? Nhưng mà nhiều bạn là đánh hở ra một cái khoảng trắng thế này. Thì nó dẫn đến là rớt cái gì đây? Rớt cái khoảng, rớt cái dấu phẩy xuống đầu câu. Rớt nhiều bạn bị như vậy mà không biết tại sao ha. Như vậy nhớ đấy ha, đánh đúng quy luật là tất cả những dấu chấm câu phải sát vô. Như thế mới là đúng. Rồi, nhớ chưa các anh chị ha? Rồi, sau đó thì mình nắm được quy luật rồi thì chúng ta làm thôi ha. Rồi mình nhập chủ động nhập vô nha anh chị ha. Rồi bây giờ để cho thực hành nó thuận lợi thì thầy thì chuẩn bị sẵn. Thầy sẽ lấy bài mẫu ra, thầy sẽ làm mẫu cho các bạn xem luôn ha. Rồi đánh như thế này đây.
nhập thô là nhập như thế này ha. Và bây giờ trong bài này các anh chị thấy nè, đã mở lớn thấy nè, chữ to nè, chữ hoa nè ha, tràng hình biểu tượng nè, chữ lớn nè, đó một số kỹ thuật chúng ta học trong bài này nhé. Rồi bây giờ tôi đứng cuối dòng thì tôi enter một cái để tôi cắt ra một cái dòng để lát tràn những hình biểu tượng vô nhé. Rồi bây giờ anh chị bôi đen cái chữ là phần mềm xử lý văn bản này cho vào giữa đi ha. Mình học cái chiêu đầu tiên là cái công cụ này, Gen-Key. Gen-Key là giúp chúng ta đổi chữ hoa chữ thường được anh chị ha. Ở đây nè, biết tiếng Anh là lợi thế, còn không cứ nhìn như thế này là chữ thường, như thế này là chữ hoa hết, các anh chị thấy chưa? Nói như vậy để anh hiểu là khi mình nhập nội dung văn bản mình đánh chữ thường cũng được, sau đó mình đổi sang chữ hoa nha, hoặc là ngược lại. Rồi hoặc là chữ đầu tiên mỗi cái từ này là chữ hoa, đấy tùy các anh chị chọn cái nào cho nó phù hợp với công việc của mình mà thôi, đồng ý chưa? Rồi chữ thứ nhất là như vậy. Chữ thứ hai, tràng hình biểu tượng ha. Để tràng hình biểu tượng các anh chị vào thẻ insert, đây vào thẻ insert symbol, more symbol, được chưa? Sau khi vào more symbol xong nó xuất hiện cái hộp thoại ha. Rồi ngay phong rồi nè, các anh chị nhấn mũi tên vào đây, các anh chị đánh chữ W hai lần nha các anh chị. Rồi nó hiện tới đây, tới khu vực W nè, các anh chị chọn Winding. Lý do là trong cái phong Winding này nó có nhiều hình đẹp chứ gì trơn á, rất là nhiều hình đẹp ha. Các anh chị cũng nên đi vào khám phá nè, kéo lên cái xuống coi. Rồi bây giờ tôi coi tôi thích hình nào hoặc là giống bài ha, tôi chọn tôi insert nó vào. Chọn hình insert nó vào. Đấy. Ok chưa? Rồi mấy cái hình biểu tượng này các anh chị vẫn có thể là làm lớn lên một tí nếu anh chị muốn ha. À. Rồi tiếp theo kỹ thuật thứ ba, khi mình đánh văn bản á, thường á mình đã chỉnh là các cái đoạn nó sát nhau như thế này nè ha, các bạn thấy không? Đây là đoạn này, nó sát rạc thế này nè, đúng không? Thì cái người mà cầm văn bản ta đọc nhiều khi ta đọc nhầm, đúng không? Như vậy chúng ta giữ các đoạn mình cho nó hở một tí thế này nè ha, cho nó dễ quan sát. Thì cái hở này mà nếu anh chị để cuối dòng dịch enter nó cũng hở, nhưng mà enter như vậy thì không đúng kỹ thuật các anh chị ơi. Rồi muốn nó hở ra anh chị làm sao nè, quét khối các cái đoạn đó, ok chưa? Các anh chị dùng thẻ home nè, paragraph nè, anh chị nhấn vào đây, đúng không? Đấy, các anh chị dùng cho thầy cái mục là spacing ha, before after, cách trước nè, cái này là cách sau nè, muốn cách bao nhiêu ha. Ok, đó là các đoạn nó hở ra, thấy chưa? Đúng cái đoạn nó hở thôi, đúng không? Rồi nếu chúng ta trả về số 0 trở lại thì nó bình thường lại. Đó là một cách. Cách thứ hai thì chỉ các anh chị nhanh hơn nữa là anh chị dùng cái công cụ này cũng được luôn nha các anh chị ha. Rồi ở đây là cái khoảng cách dòng nha, đây là khoảng cách đoạn, là thêm cái khoảng trắng ở phía trước hay là thêm khoảng trắng ở phía sau nha, đó để nó sẽ có cái khoảng trắng phía trước đây. Ok chưa? Rồi anh chị vào lại nó đổi ngữ cảnh nên rồi remove, xóa bỏ đi nha. Đây, hai cách đó, cách nào anh chị dùng cũng được hết. Rồi, đây là ta nói về đoạn ha. Rồi, ở đây thẳng đẹp rồi, bên đây nó hơi chúng ta justify một cái nha. Rồi, nói thêm cái này cho các bạn sinh viên nè, đúng không? Ở đây mình có cái khái niệm là line spacing là cái khoảng cách dòng. À, nếu mà mình bình thường mình đi làm á thì anh chị chọn single nữa, nó sát vô như thế này. Ok chưa? Đấy. Đó là đi làm. Còn nếu mà chúng ta làm mà tiểu luận môn học, khóa luận tốt nghiệp thì thường là nhà trường yêu cầu chúng ta double dòng nó thưa ra nha, để dễ đọc. Đó, này là cho phép nha. Cho nên là khi mà các anh chị đọc những cái văn bản hướng dẫn của nhà trường, của cái trường đại học á, thì anh chị phải hiểu người ta nói gì trong đó để mình làm cho đúng ha. Chứ thường là người ta có hướng dẫn mình là xài giấy A4 chừa lề bao nhiêu, giãn dòng bao nhiêu, phong size bao nhiêu, người ta nói hết á ha. Nhưng mình đọc mình có hiểu hay không là câu chuyện của mình. Ok chưa? Là anh chị có rành cái phần mềm, cái chương trình đó hay không á. Hiểu không anh chị? Được chưa nào? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta đã xử lý xong cái khoảng trống rồi ha. Bây giờ chiêu thứ tư là mình làm cái chữ này nó to lên ha. Thì muốn cái chữ này to lên nè, các bạn để ngay đây ha. Vô insert và chúng ta sẽ dùng là row cap. Rồi, vô đây là row cap option các anh chị. Đấy. Ở đây là nên là không có nè, row bit là rớt xuống ha. Một số dòng này rớt xuống tất cả các dòng ha. Ở đây nó có line to row là số dòng rớt xuống, chị muốn rớt mấy dòng chị chỉnh thôi ha, chọn phong size cho nó vân vân nhé. Ok. Theo bài thì rớt 2 dòng thôi, chọn số 2. Đấy, rớt xuống 2 dòng nha. Rồi, riêng cái đoạn này á thì các anh chị thấy nó thụt vô nè, rồi mới rớt nha. Thì chúng ta cho nó thụt vô trước nha anh chị. Vào thẻ home trở lại, thụt vô trước. Nhớ thụt vô trước ha. Đấy. Ok chưa? Rồi. Sau đấy mình mới cho rớt. Đó, tức là anh chị mới vào row cap nè. Đấy, anh chị rớt mấy dòng. Ok không? Rồi. Tương tự như vậy. Rồi trong bài nó có những cái nhỏ nhỏ khác thì chắc anh chị biết rồi nè, ví dụ đậm nè ha, nghiêng gì đấy ha, gạch dưới nè ha,
Đặc biệt cái công cụ gạch dưới nè, cái công cụ nào mà nó có cái mũi tên á, các anh chị hãy nhấn vào mũi tên. Nó có nhiều thứ bên trong để anh chị chọn nha. Chọn cái mình thích. Nếu muốn nhiều nữa vô more underline, words only. Nó gạch từng từ cho các anh chị luôn. Ok, được chưa nè. Rồi, tương tự chúng ta sẽ xử lý ở dưới này ha. Ở đây, đấy, đầu tiên làm hở trước nè, làm dấu chấm tròn nè ha, làm đặc biệt, đóng khung ha, vân vân. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ làm từng công đoạn ha. Ông này tôi cho hở trước. Rồi paragraph này, hở trước, hở sau này, cách trước, cách sau này. Ok. Rồi, sau đấy cái chỗ đặc biệt này các anh chị ơi. Ở đây có ba cục nè ha. Các anh chị nắm cục ở giữa giùm thầy, cục ở giữa nha, kéo đến số 2. Là ở dưới đi vô à các anh chị ha. Để ấn rõ ngay chữ V này, nhấn phím tab một cái là nó chạy vô. Được chưa? Rồi, xong cái chỗ này. Rồi ba cái này nè, muốn có dấu chấm tròn thì các anh chị dùng cái chức năng này anh chị, build đó ha. Bên đây là number là số nè ha, đấy các anh chị chọn qua thôi. Rồi muốn thuộc vào nhấn cái này ha, thuộc ra nhấn nút này. Ok, chia cuối cùng các anh chị dùng ông này ha, đóng khung tô nền nè. Rồi để đóng khung thì các anh chị vào cái công cụ là border and shading ha, các anh chị vào đây. Rồi thì nên là không có gì hết nè. Bóc là cái hộp, shadow là bóng đổ ha, giống trong bài là bóng đổ này. Style là cái kiểu nét, nét liền hay nét đôi, nó nhiều lắm. Khi học mình phải chịu khó vô mình khám phá nha anh chị ha. Đấy. Rồi màu các anh chị muốn đóng cái khung màu gì các anh chị chọn nè ha, dày hay mỏng nè ha. Đấy, rồi, đây là đóng khung nha. Ok. Kế bên cái đóng khung có cái bình sẵn vô đây, anh chị muốn tô nó cái màu gì các anh chị chọn vô. Đúng không? Đấy, tô một cái màu cho nó đẹp nổi bật lên ha, khi mình muốn nhấn mạnh cái nội dung gì đây. Được chưa ạ? Rồi, tóm lại trong bài này chúng ta được học một số kỹ thuật mới như sau. Thứ nhất là change key, đổi chữ hoa chữ thường, được chưa? Paragraph ha, để các anh chị là điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn nè, line spacing khoảng cách giữa các dòng, được chưa? Rồi, chúng ta có border là đóng khung nè, shading là tô nền nè, đúng không? Y insert các anh chị có rốt kép và làm chữ to nè, tràng hình biểu tượng là sim symbol. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành ha. Như vậy cứ mỗi một bài học đi thì các anh chị sẽ thực hành thêm một số cái kỹ năng nha. Rồi, chúc các anh chị học tập thật là tốt nha. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo nhé.